Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 18 tháng 9 năm 2021 về việc kết quả ngoại hạng Anh. Newcastle 1-1 Leeds, chiếc chè chưa thể cất cánh, áp lực chưa thể tạm giảm bớt lên huấn luyện viên Steve Bruce khi Newcastle bị Leeds cầm chân 1-1 trên sân nhà ở trận đấu sớm nhất vòng 5 ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng nay, 18 tháng 9. Giờ Việt Nam, với đội hình ra sân, Newcastle, Dalot, Mangio, Hayden, Lascelles, Clark, Ritchie, Ed, Longstaff, Willock, Almayan, Joe Linton, Saint-Maximin, Leeds, Meslier, Ailing, Cooper, Firpo, Dallas, Philippe, Cliff, James, Rafinha, Rodrigo, Bamford, cầu thủ ghi bàn Newcastle, Saint-Maximin, phút thứ 44, Leeds, Rafinha, phút thứ 13. Ở trận này, có những tiếng xì xào về sự bất mãn bên trong sân St. James Park khi Rafinha ghi bàn vào lưới Newcastle để mang lại lợi thế cho đội khách Leeds ở phút 13. Chiếc chè chưa có được trận thắng mùa này có thể đã sụp đổ nhưng họ đã có một cuộc vực dậy khá mạnh mẽ. Một trong số đó dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1 do công Alan Saint-Maximin ngay trước giờ nghỉ giải lao. Ngoài trừ hai bàn thắng, Newcastle và Leeds đã thực hiện tổng cộng 38 cú dứt điểm nhưng không thành khi thủ môn Cark Dalot, Newcastle và Ilan Meslier của đội khách có những pha cứu thua tuyệt vời. Thật vậy, dù Newcastle đã thể hiện những sự tích cực sau bàn thua nhưng trận hòa này càng khiến chiếc ghế của huấn luyện viên Bruce lung lay dữ dội hơn. Huấn luyện viên kỳ cựu Marcelo Bielsa cũng rơi vào tình cảnh tương tự như Bruce nhưng ông vẫn còn nhận được nhiều sự tin tưởng từ ban lãnh đạo và cổ động viên của Leeds. Kết quả này chẳng giúp ích gì được cho Newcastle 2 điểm và Leeds 3 điểm khi cả hai đều vẫn chưa có chiến thắng nào ở ngoại hạng Anh mùa này. Khi lần lượt xếp thứ 18 và 16 trên bảng xếp hạng, một số nguồn tin báo giới Anh tiết lộ vị trí của huấn luyện viên Bruce có thể được quyết định trước hoặc sau trận Newcastle hành quân đến sân tân binh Watford ở vòng 6 giữa tuần tới. Trong khi đó, Leeds tiếp đón West Ham cuối tuần tới, lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên. Mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19, theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi, hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.